kỳ án về Lưu A Nga, ba khúc xương người bí ẩn ở bãi biển. Câu chuyện được trình bày bởi kênh Kỳ án Thế kỷ, kênh thường xuyên giới thiệu về những vụ án trên thế giới. Nếu bạn thấy thích video này, thì hãy ủng hộ kênh bằng cách like và chia sẻ. Vào sáng sớm ngày 20 tháng 5 năm 2017, trong ánh đèn mờ nhạt của trụ sở cảnh sát chi nhánh tứ, một người đàn ông trung niên hối hả bước vào, khuôn mặt nhăn nhó hiện rõ sự lo âu. Đó là ông Trần, một nhân viên buôn bán tự do và cũng là bạn trai của Lưu Á Nga, là nạn nhân trong vụ án đầy uẩn khúc sắp được hé lộ. Giọng nói của ông Trần vỡ òa, thậm chí có chút run rẩy khi thuật lại câu chuyện. Ông cho biết rằng bạn gái mình đã mất tích từ ngày 15 tháng 5 và cho đến nay không một lời nhắn, không một dấu hiệu nào về việc cô ấy có trở về hay không. Lúc này, ông đang vô cùng hoảng loạn và không còn biết phải làm gì ngoài tìm đến cảnh sát. Lưu A Nga, người phụ nữ mà ông Trần vừa mới quen không lâu, đã đột ngột biến mất một cách khó hiểu. Ông Trần nhớ lại, vào ngày 12 tháng 5, ông rời căn hộ mà cả hai đang sống chung tại khu chung cư Thiên Tình Viện để đi công tác tại tỉnh Sơn Tây. Trong suốt khoảng thời gian đó, ông đã nhiều lần cố gắng liên lạc với Lưu Á Nga qua điện thoại, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Chuông điện thoại vang lên từng hồi, nhưng không một lần nào cô bắt máy. Đến ngày 19 tháng 5, ông Trần trở về căn hộ. Ban đầu, ông không nghĩ ngợi quá nhiều khi thấy Lưu Á Nga không có ở nhà. Ông cho rằng có thể cô đã đi đâu đó hoặc có công việc đột xuất. Tuy nhiên, khi ông bắt đầu dọn dẹp căn nhà, những cảm giác lo lắng và nghi hoặc bắt đầu dâng lên trong lòng. Quần áo và mỹ phẩm của Lưu A Nga vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu gì cho thấy cô đã rời đi lâu. Nhưng điều khiến ông Trần lạnh sống lưng chính là một chiếc dép của cô nằm lăn lóc giữa sàn nhà với một vết máu lớn đã khô. Tim ông Trần như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Cảm giác bất an dần chuyển sang hoảng sợ khi mọi thứ dường như không thể lý giải nổi. Ông cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục xem xét kỹ hơn căn hộ. Và rồi, những gì ông phát hiện chỉ làm tăng thêm sự bất an. Các vết máu nhỏ lấm tấm hiện ra trên sàn nhà, một số đã khô cứng. Không chỉ có thế, ông còn phát hiện ra vết máu trên sofa, rèm cửa và thậm chí cả trên tường. Có vẻ như ai đó đã cố gắng lau dọn, nhưng những dấu vết vẫn còn rõ rệt. Căn hộ mà ông từng cảm thấy yên bình, giờ đây chỉ còn lại sự ám ảnh nặng nề. Không thể chần chừ thêm nữa, ông Trần quyết định báo án với cảnh sát địa phương, mong rằng họ có thể làm sáng tỏ điều gì đã xảy ra với Lưu A Nga. Sau khi tiếp nhận tin báo từ ông Trần, cảnh sát chi nhánh tứ đã lập tức cử một đội điều tra đến căn hộ nơi mà ông và Lưu A Nga sống chung tại khu chung cư Thiên Tịnh Viện. Bước vào căn hộ, cảm giác đầu tiên của những người điều tra là một bầu không khí kỳ lạ, lạnh lẽo, bao trùm khắp không gian. Tất cả mọi thứ trong nhà có vẻ bình thường, nhưng sự hiện diện của những vết máu rải rác tạo nên một sự đối lập đầy bất thường. Cảnh sát bắt đầu khám nghiệm hiện trường từ chiếc dép dính máu mà ông Trần phát hiện đầu tiên. Vết máu đã khô cứng, khiến các chuyên viên điều tra tin rằng sự việc đã xảy ra cách đây vài ngày. Một sự kinh hoàng nhẹ lan tỏa khi họ bắt đầu nhận ra đây có thể là dấu hiệu của một vụ án mạng, chứ không đơn thuần chỉ là một vụ mất tích thông thường. Tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng hơn, cảnh sát phát hiện thêm nhiều vết máu nhỏ li ti vương vãi trên sàn nhà, từ phòng khách đến phòng ngủ. Những vệt máu không chỉ hiện diện trên sàn, mà còn văng lên rèm cửa, ghế sofa và thậm chí cả trên tường. Đặc biệt, ở phòng ngủ, có một khu vực trên tường đã bị cạo đi một cách thô bạo, để lại vết xước rõ ràng. Điều này cho thấy ai đó đã cố gắng che đậy bằng cách xóa đi dấu vết máu. Những dấu hiệu hiện trường này ngay lập tức làm nổi bật một điều. Đây chính là nơi xảy ra vụ việc đẫm máu và thủ phạm đã nỗ lực xóa bỏ các bằng chứng trước khi bỏ trốn. Tuy nhiên, những gì hắn để lại quá rõ ràng, không thể che giấu được bản chất bạo lực của sự việc. Với diện tích và mức độ vết máu, đội điều tra đưa ra giả thuyết kinh hoàng rằng Lưu Á Nga có thể đã bị sát hại ngay tại chính căn hộ này. Những vật dụng cá nhân của Lưu Á Nga vẫn còn nguyên, như thể cô chưa bao giờ chuẩn bị rời đi. Đồ trang điểm và quần áo vẫn nằm gọn gàng trên kệ. Điều này càng củng cố thêm nghi vấn rằng cô không hề có ý định rời bỏ cuộc sống của mình mà không để lại dấu vết. Một cuộc sống đã bị chấm dứt đột ngột
và sự mất tích của cô không phải là một vụ việc ngẫu nhiên. Đội điều tra nhanh chóng lập một sơ đồ hiện trường, ghi chú tất cả các bằng chứng quan trọng và bắt đầu thu thập các mẫu vật. Vết máu trên dép, trên sàn và trên tường đều được gửi đi phân tích pháp y. Mọi chi tiết đều phải được phân tích tỉ mỉ để tái hiện lại khoảnh khắc tội ác đã diễn ra. Cảnh sát cũng phỏng vấn hàng xóm của Lưu A Nga để tìm thêm manh mối, nhưng không ai nghe thấy tiếng động lớn hay bất kỳ điều gì bất thường trong suốt khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 5. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác nhận rằng vụ việc có khả năng cao là một vụ án mạng, cảnh sát Đồng Quan tiếp tục đào sâu vào cuộc sống và các mối quan hệ xã hội của Lưu A Nga. Họ quyết định kiểm tra lịch sử cuộc gọi trên điện thoại của cô để tìm manh mối có thể giúp giải mã vụ án. Đặc biệt, họ tập trung vào khoảng thời gian từ ngày 12 đến 15 tháng 5 năm 2017, thời điểm Lưu A Nga biến mất một cách bí ẩn. Kết quả cho thấy, vào ngày 15 tháng 5, ngày được xác định là ngày Lưu A Nga mất tích, cô đã thực hiện 6 cuộc gọi. Những cuộc gọi này có vẻ như là các liên hệ thường ngày, không có gì đặc biệt ban đầu. Nhưng cảnh sát biết rằng đôi khi những chi tiết tưởng như tầm thường lại chứa đựng bí mật quan trọng. Tất cả các cuộc gọi đều được xác minh là bình thường, ngoại trừ cuộc gọi cuối cùng đến số điện thoại lạ ở Thượng Hải. Khi cảnh sát cố gắng liên lạc với số điện thoại này, họ nhận được thông báo rằng điện thoại đang tắt máy. Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các điều tra viên. Sau khi truy tìm và tra cứu thông tin về số điện thoại lạ, thì cảnh sát phát hiện chủ nhân của nó không ai khác chính là Triệu Vĩ Phong, chồng cũ của Lưu A Nga. Thông tin này khiến cho cả đội điều tra rơi vào một trạng thái cảnh giác cao độ. Triệu Vĩ Phong từng sống chung với Lưu Á Nga trong nhiều năm trước khi cả hai ly hôn vào năm 2015. Từ đó, anh chuyển đến làm việc tại Thượng Hải và Tô Châu, chỉ trở về thăm con trai vào các dịp lễ Tết. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn trong đầu các điều tra viên, đó là tại sao vào ngày mất tích của Lưu Á Nga cô lại gọi cho chồng cũ? Và liệu Triệu Vĩ Phong có liên quan gì đến sự biến mất đầy bí ẩn này? Tiếp tục đào sâu vào mối quan hệ giữa hai người, cảnh sát nhận thấy sau khi ly hôn thì Triệu Vĩ Phong vẫn giữ liên lạc với con trai, đôi khi đến thăm con và tham dự các buổi họp phụ huynh tại trường. Theo giáo viên chủ nhiệm của con trai Lưu A Nga, vào những ngày thường, cậu bé sống nội trú tại trường và chỉ về nhà vào cuối tuần. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là vào chiều ngày 19 tháng 5, người đến đón cậu bé không phải là mẹ cậu, mà là dì của cậu. Đây là một sự thay đổi bất thường so với thói quen của gia đình. Dì của cậu bé, khi được phỏng vấn, tiết lộ rằng chính Triệu Vĩ Phong là người đã gọi cho chị gái mình và nhờ chị đón con hộ vì anh ta và Lưu Á Nga có việc riêng cần giải quyết. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là ngay sau cuộc gọi đó, Triệu Vĩ Phong đã biến mất suốt 2 ngày và không trở về nhà. Sự xuất hiện của Triệu Vĩ Phong trong các cuộc điều tra đã bắt đầu làm tăng thêm sự nghi ngờ về khả năng anh ta có liên quan đến vụ án. Cảnh sát lập tức xem xét mọi manh mối liên quan đến anh ta, từ lý do Lưu A Nga gọi điện cho Triệu, đến việc anh ta bất ngờ xuất hiện tại Đồng Quan vào đúng thời điểm cô mất tích. Bí ẩn về số điện thoại lạ, sự biến mất đột ngột của Triệu Vĩ Phong và việc cô vợ cũ biến mất khiến cuộc điều tra trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Lúc này, đội điều tra không thể loại trừ khả năng Triệu Vĩ Phong liên quan trực tiếp đến sự mất tích của Lưu A Nga. Nhưng động cơ thực sự của hắn ta là gì? Và quan trọng hơn, liệu Lưu A Nga vẫn còn sống hay cô đã trở thành nạn nhân của một âm mưu tàn bạo hơn? Sau khi phát hiện cuộc gọi giữa Lưu A Nga và Triệu Vĩ Phong vào ngày cô mất tích, thì cảnh sát đã bắt đầu điều tra sâu hơn về hành trình và hành vi của anh ta vào ngày 15 tháng 5. Một bước đột phá lớn xảy ra khi họ thu thập được các đoạn video từ camera giám sát tại khu chung cư Thiên Tình Viện, nơi Lưu A Nga và ông Trần sống chung. Những đoạn video này không chỉ cung cấp manh mối về những người ra vào tòa nhà vào ngày cô mất tích, mà còn giúp lật mở sự thật về sự tham gia của Triệu Vĩ Phong trong vụ việc. Hình ảnh từ camera giám sát vào khoảng 12 giờ 14 phút sáng ngày 15 tháng 5 cho thấy Triệu Vĩ Phong đã đến căn hộ của Lưu A Nga. Đặc biệt, hắn ta không đến một mình. Trong video, Triệu Vĩ Phong dẫn theo hai người đàn ông lạ,
sau này được xác định là hai người anh em họ của hắn. Cả ba đi thẳng vào nhà của Lưu Á Nga, không có dấu hiệu nào cho thấy họ vội vã hay hoảng loạn. Khoảng 1 giờ sau, vào 1 giờ 15 phút sáng, cả ba rời khỏi khu chung cư một cách bình tĩnh, không ai có biểu hiện gì bất thường. Cảnh sát nhanh chóng tìm đến hai người anh em họ của Triệu Vĩ Phong để tiến hành thẩm vấn. Qua lời khai của họ, cảnh sát biết được rằng cuộc gặp gỡ giữa ba người đàn ông và Lưu A Nga không hoàn toàn êm đẹp như vẻ ngoài bình thản trong video. Triệu Vĩ Phong đã đến để yêu cầu Lưu A Nga trả lại số tiền mà anh ta đã gửi về trong suốt 2 năm sau khi ly hôn. Dù ban đầu hai bên chỉ trao đổi bằng lời, cuộc trò chuyện đã nhanh chóng trở thành cuộc tranh cãi khi Lưu A Nga từ chối trả tiền ngay lập tức. Tuy nhiên, theo lời khai của hai người anh em họ, không có xô xát nào xảy ra và sau đó họ rời khỏi tòa nhà mà không gặp lại Triệu Vĩ Phong nữa. Dù vậy, những hình ảnh từ camera giám sát và lời khai của hai người anh em họ vẫn không đủ để xóa tan sự nghi ngờ về Triệu Vĩ Phong. Hắn có động cơ rõ ràng và sự xuất hiện của hắn vào đúng thời điểm Lưu A Nga mất tích đã làm tăng thêm độ nghi vấn. Cảnh sát quyết định tiếp tục theo dõi video giám sát trong khu vực để tìm hiểu thêm về hành động của Triệu Vĩ Phong sau khi hắn rời khỏi căn hộ. Qua các camera giao thông và kiểm tra khu vực, họ tìm thấy bãi đất gần sông Hoàng Hà, nơi Triệu đã dừng lại không rõ lý do. Tại đây, cảnh sát đã tìm thấy những mảnh xương chưa cháy hết. Được giám định pháp y, các mảnh xương này chính là của Lưu Á Nga, xác nhận rằng cô đã bị sát hại và phi tang tại chính địa điểm này. Mặc dù Triệu đã cố gắng xóa sạch mọi dấu vết, nhưng hắn ta không thể thoát khỏi sự truy tìm của pháp luật. Với việc phát hiện các mảnh xương, cảnh sát Đồng Quang đã nắm được bằng chứng quan trọng, chính thức xác nhận vụ sát hại Lưu Á Nga. Kế hoạch tàn bạo của Triệu Vĩ Phong, từ việc giết người cho đến phi tang xác, cuối cùng đã thất bại. Sự lạnh lùng trong việc xử lý thi thể không thể che giấu được tội ác hắn đã gây ra. Và giờ đây, chỉ còn một điều chờ đợi Triệu, công lý. Rạng sáng ngày 27 tháng 5 năm 2017, sau nhiều ngày lẩn trốn, Triệu Vĩ Phong cuối cùng cũng bị cảnh sát bắt giữ trong một láng trại trú kỹ tại khu vực mỏ ở Đồng Quan. Triệu không chống cự, không chạy trốn, như thể hắn ta đã chấp nhận số phận của mình. Sau khi bị áp giải về đồn cảnh sát, hắn ta chỉ cúi đầu, im lặng, đôi mắt trống rỗng và mệt mỏi. Cảnh sát biết rằng chỉ vài ngày trước, chính con người này đã lạnh lùng thực hiện một tội ác khủng khiếp khiến cả vùng rúng động. Khi ngồi trước các điều tra viên, Triệu Vĩ Phong biết rằng mình không còn đường thoát. Sau nhiều giờ thẩm vấn, cuối cùng hắn ta thú nhận toàn bộ tội ác. Trong một giọng điệu trầm lắng, hắn kể lại chi tiết quá trình dẫn đến vụ sát hại vợ cũ, từ những uất ức tích tụ vì cuộc ly hôn không êm đẹp, đến sự phản bội mà hắn không thể tha thứ. Triệu không hề bào chữa cho hành động của mình. Hắn thừa nhận rằng chính sự ghen tuông và lòng thù hận đã biến hắn thành kẻ sát nhân. Hắn ta bắt đầu kể lại mọi chuyện vào ngày định mệnh đó. Vào chiều ngày 15 tháng 5, Triệu Vĩ Phong quay trở lại căn hộ của Lưu Á Nga sau khi đã dẫn theo hai người anh em họ để đòi khoản tiền mà hắn cho rằng vợ cũ phải trả. Tuy nhiên, lần này, hắn ta đã đến một mình. Tâm trạng của Triệu không còn sự điềm tĩnh như lúc sáng. Áp lực từ việc ly hôn và mối quan hệ mâu thuẫn kéo dài 2 năm khiến cho hắn ta cảm thấy bị dồn nén đến cực độ. Và sự xuất hiện của người đàn ông mới trong cuộc đời của Lưu Á Nga là ông Trần, chính là giọt nước tràn ly, khơi dậy cơn tức giận âm ỉ trong lòng Triệu. Lúc đầu, cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra khá nhẹ nhàng, giống như bao lần trước. Triệu nhắc lại yêu cầu của mình, đó là Lưu Á Nga phải trả lại số tiền 24.000 nhân dân tệ mà cô đã cam kết vào tối hôm trước. Tuy nhiên, không giống với thái độ hợp tác khi viết giấy nợ, lần này Lưu A Nga thay đổi hẳn thái độ. Cô từ chối trả tiền ngay lập tức và bắt đầu sử dụng những lời lẽ xúc phạm, công kích cá nhân nhắm vào Triệu. Cô nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa họ đã kết thúc và cô không nợ hắn điều gì vì tiền hắn gửi trước đó cũng là cho con trai. Cơn giận của Triệu vốn đã dồn nén từ lâu, bùng phát dữ dội khi hắn nghe những lời lẽ cay độc từ người vợ cũ. Lưu Á Nga không chỉ phủ nhận trách nhiệm tài chính mà còn lặp lại một trong những điều đau đớn nhất đối với Triệu. Đó là việc cô từng lén lút ngoại tình với bạn thân của hắn. Đây là lý do chính khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.
Trong mắt Triệu, sự tổn thương đó đã phá hủy hoàn toàn niềm tin và tình yêu mà hắn dành cho cô suốt nhiều năm. Không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ, Triệu Vĩ Phong bật dậy, lao thẳng vào nhà bếp và cầm lấy con dao. Trong cơn giận mù quáng, hắn ta chạy về phía Lưu A Nga, Hà, không màng đến những lời cô đang nói. Cuộc cãi vã ngay lập tức trở thành một vụ giết người đẫm máu khi Triệu dùng dao chém vào đầu và cơ thể của cô. Lưu A Nga bất ngờ và không kịp phản kháng, gục xuống tại chỗ. Khoảnh khắc khi Lưu Á Nga ngã xuống, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ. Máu bắt đầu loang ra sàn nhà, trộn lẫn với sự lạnh lẽo trong tâm trí của Triệu. Hắn đứng đó, thở hổn hển, mắt chân chối nhìn vào cơ thể bất động của người vợ cũ. Lúc này, hắn bắt đầu nhận ra những gì mình vừa làm. Nhưng thay vì hối hận, tâm trí hắn lập tức chuyển sang một trạng thái khác. Hắn phải che đậy tội ác này bằng mọi cách. Sau khi giết chết Lưu Á Nga trong cơn giận dữ mất kiểm soát, Triệu Vĩ Phong ngay lập tức chuyển sang một tâm trạng hoảng loạn nhưng lạnh lùng. Hắn biết rằng không còn đường lui và điều cần làm lúc này là che giấu tội ác một cách hoàn hảo nhất có thể. Dù hành vi giết người đã hoàn thành, Triệu hiểu rằng nếu không xử lý hiện trường cẩn thận thì hắn sẽ sớm bị phát hiện. Việc đầu tiên mà Triệu Vĩ Phong thực hiện sau khi gây án là dọn dẹp dấu vết tại căn hộ. Hắn ta đã nhanh chóng quay lại hiện trường nơi máu của Lưu Á Nga đã vương vãi khắp nơi. Vết máu trên sàn, trên sofa, thậm chí trên rèm cửa và tường nhà, tất cả đều cần phải được xóa sạch. Triệu lấy một chiếc rẻ lau và bắt đầu chà mạnh lên những vết máu, cố gắng làm mờ chúng. Tuy nhiên, máu đã khô lại và việc tẩy xóa hoàn toàn không hề dễ dàng. Tại phòng ngủ, nơi xảy ra vụ án mạng, Triệu phát hiện vết máu đã ngấm sâu vào tường. Trong một hành động tuyệt vọng, hắn dùng dao và móng tay để cạo lớp sơn bị dính máu. Các vết xước lớn xuất hiện trên tường, nhưng thay vì khiến hiện trường sạch sẽ hơn, nó chỉ làm tăng thêm sự hỗn loạn. Dù đã nỗ lực lau sạch và cạo bớt các dấu vết, hắn biết rằng vẫn còn những dấu máu mà hắn không thể loại bỏ hoàn toàn. Nhưng việc lau dọn không thể kéo dài quá lâu vì Triệu Vĩ Phong còn một nhiệm vụ lớn hơn, đó là xử lý thi thể của Lưu Á Nga. Sau khi đã tạm thời dọn dẹp hiện trường, hắn ta lấy một chiếc chăn lớn trong nhà, quấn chặt thi thể cô lại. Hắn cẩn thận dùng băng keo quấn quanh tấm chăn để đảm bảo rằng không có gì bị lộ ra ngoài. Thi thể của người vợ cũ giờ đây trở thành một gói hàng lạnh lẽo, không còn sự sống. Hắn lái xe theo quốc lộ 310 về phía Tây, rồi rẽ vào một con đường làng nhỏ hẻo lánh, nơi không có ai qua lại vào ban đêm. Sau một đoạn đường dài, Triệu dừng lại ở một bãi đất trống gần bờ sông Hoàng Hà. Địa điểm này xa trung tâm, ít người biết đến và hắn tin rằng đây sẽ là nơi an toàn để thực hiện kế hoạch tàn ác, đó là thiêu hủy thi thể của vợ cũ nhằm xóa bỏ mọi bằng chứng liên quan đến cái chết của cô. Hắn lấy ra những vật liệu dễ cháy mà hắn đã chuẩn bị từ trước, đặt thi thể đã quấn chặt vào giữa bãi đất trống. Triệu đứng đó, lặng lẽ theo dõi ngọn lửa đang thiêu đốt thi thể. Hắn tin rằng lửa sẽ xóa sạch mọi bằng chứng và rồi hắn sẽ thoát khỏi tội ác này mà không ai có thể phát hiện. Tuy nhiên, việc thiêu xác không diễn ra suôn sẻ như hắn tưởng. Dù ngọn lửa đã cháy to, nhưng một số phần thi thể không hoàn toàn bị đốt cháy. Nhiệt độ không đủ cao để thiêu hủy hoàn toàn các bộ phận. Và sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, hắn nhận ra rằng thi thể không thể bị xóa bỏ hoàn toàn như kế hoạch. Mặc dù hoảng sợ và thất vọng, Triệu quyết định bỏ lại những gì còn sót lại, hy vọng rằng không ai sẽ tìm ra dấu vết. Triệu Vĩ Phong nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mẹ lái chiếc xe tải trở về, tiếp tục xóa dấu vết của mình. Hắn cảm thấy lo lắng, nhưng đồng thời tin rằng mình đã thành công trong việc phi tang tội ác. Hắn cố gắng xóa bỏ mọi bằng chứng liên quan đến Lưu Á Nga, đó là từ thi thể đến chiếc xe tải và cả căn hộ nơi xảy ra vụ án. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Đồng Quan vào tháng 8 năm 2017. Phòng xử án chật kín, với sự có mặt của gia đình nạn nhân, truyền thông và người dân địa phương, tất cả đều muốn chứng kiến cái kết cho vụ án tàn bạo này. Triệu Vĩ Phong xuất hiện trước tòa với dáng vẻ tiêu tụy, khuôn mặt lặng lẽ, gần như không biểu lộ cảm xúc. Hắn ta không tranh cãi hay chối bỏ những gì đã làm. Trước tòa, luật sư bào chữa của hắn cố gắng đưa ra các lý lẽ về hoàn cảnh gia đình phức tạp, về sự bất ổn tâm lý do mâu thuẫn kéo dài với vợ cũ
nhằm giảm nhẹ mức độ trách nhiệm hình sự của Triệu. Triệu Vĩ Phong trong phiên tòa đã thừa nhận toàn bộ cáo buộc mà không tranh cãi. Hắn chỉ nói ngắn gọn về sự tiếc nuối và hối hận cho hành vi của mình. Hắn nhận trách nhiệm về cái chết của Lưu A Nga và thừa nhận rằng hành vi của mình không thể tha thứ. Sau nhiều giờ nghị án, tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng vào cuối tháng 8 năm 2017. Hội đồng xét xử nhận định rằng hành vi của Triệu Vĩ Phong là đặc biệt nghiêm trọng, tàn bạo và có tính toán. Triệu đã cố ý giết người, sau đó còn tiếp tục có hành vi phi tang thi thể, gây hoang mang cho dư luận và đau đớn tột cùng cho gia đình nạn nhân. Bên cạnh đó, hành vi xâm phạm thi thể và nỗ lực che giấu tội ác đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức và pháp luật. Tòa tuyên phạt Triệu Vĩ Phong án tử hình với các tội danh đó là giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm thi thể và hủy hoại bằng chứng. Quyết định này không chỉ là sự trừng phạt đối với Triệu Vĩ Phong, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ về những hậu quả của sự thù hận và giận dữ không kiểm soát. Gia đình nạn nhân, đặc biệt là con trai 12 tuổi của Lưu A Nga, được tòa yêu cầu hỗ trợ về mặt tài chính và tâm lý từ các tổ chức xã hội để vượt qua nỗi đau mất mẹ và sự sụp đổ gia đình. Cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy video hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ kênh giúp mình nha.